Hai bộ đánh nhau nè các bạn. Thấy không? Dở vô cam ta. Hả? Có trọng tài luôn. Có kịch tính không? Có trọng tài luôn đó. Rồi. Con to thích thế này. Có con này không phải của mình hả? À, thắng rồi, cho con kia xuống mương luôn đi. Đúng rồi. Thôi được rồi. Hồi đó giờ coi trời trâu chứ để coi trời bò đâu. Rồi bắn rớt con cu cườm trong đây nè các bạn. Giờ vô lụm nè. Rớn cu cườm nha các bạn. Chết rồi, bắn trên đây. Chúng đâu ta? Bắn trên đây rớt xuống nè các bạn. Cu cườm nha. Trời trong xóm. Xóm mà vẫn có chim bự. Thì vợ nha các bạn, đầu ngày biết chúng đâu mà rớt luôn nè. À chúng đây chúng nách nè các bạn. Ở cưỡng này các bạn. Nhìn coi đứng đâu nha. Bánh nhẹ mà con. Cho tiêu bắn lên đi. Đâu ta? Chờ nó nhảy ra bắn nè. Đúng nhờ. Đứng đâu ta? À đây rồi, đây rồi. Rồi một con. Rồi rớt rồi anh Huy ơi. Huy ơi. Rớt rồi nè, thấy rồi. Rồi một con cưỡng nha các bạn. Rớt chết ngắt luôn rồi. Chết ngắt luôn rồi, vô đây được không? Chết rồi, thấy rớt đất rồi. Con cưỡng nha các bạn. Nó mè nãy giờ. Chết ngắt ngay đó rồi, rớt ngay đó luôn rồi. Đúng không? Tuyệt vời. Em mượn ra. Nghe từ ngoài kia vô. Ngay giữa luôn nè các bạn. Ngay giữa tâm luôn. Tuyệt vời. Nó rớt ngay góc mà. Thì em nói đứng nó rớt rồi mà. Yeah. Tuyệt vời. Ngay giữa ức luôn. Hên sao nó không bay chứ. Hôm qua cũng có một con rồi mà nó bay kia. Con hít V1 nha. À, ông anh mình bắn chim sâu rồi các bạn. Cả nó không kịp luôn, uống nước cả nó không kịp luôn.
cờ hó. Ăn chim sâu đi bán này. Bán này. Trúng đầu. Rồi trúng cổ chết ngắt. Rồi đi tiếp đi. Cái cu kìa, cái cu dưới. Bắn con cu đi. Rồi, bùng lâu bùng lâu. Chết một con rồi nha các bạn. Rồi chết hai con luôn nha các bạn. Vô lùm nước luôn. Ấy. Mình một con ông ăn mình một con. Tuyệt vời. Đâu? Con này đâu? Thôi lượm con này đi em vô em lượm con trong đây. Con này đâu ta? Được hai con luôn mà. Chưa. Con này chắc chạy. Con này chắc chạy được quá. Bắn trên đây, rụng nụ. Con kia thấy chưa? À, đây, mừng ăn. Nè các bạn. Anh mình bắn con này. Con của mình thôi ta. Thôi không có rồi các bạn ơi, đi. Thôi một con này nha. Nó mắc dây điện nó không thấy không đâu. Mày. Nhanh đấy. Lùm giùm em vướng máy quay. Quay đi lùm nha. Nè vô. Thấy không? Vô đi. Thấy nó không? Thì nó rớt thẳng xuống đó đó. Chạy được nữa đâu mà. Em ơi. Em. Kiếm ơi. Còn không? Không. Cái này hả? Ừ. Huy xuống cái hố dưới coi, cái hố dưới á. Hố kế á. Thấy chưa? Thấy không? Hú, đây rồi. Nó rớt ngay đó luôn mà kêu không thấy. Lên xuống lùm được chùm lông. Hú. Rồi, one hit nữa nha. Rồi, mày đứng đó mày ngu rồi. Đường à? Ừ, nó đứng đó là nó ngu rồi. Nó đi bắn nó đi. Ngu quá, con này ngu rồi. Bắn đi. Đạn muốn chơi liền. Chờ người ta chạy qua đó. Mày né đâu được, lùm đi. Chụp đi. Không, còn chết rồi, chết ngắt rồi. Lấy đi. Trời ơi à. Mấy thằng chúng đâu rồi? Chúng ngay cuốn họng nhỏ đâu? Rồi. Máu ghê quá. Rồi. Một bát thanh nha các bạn. Con này một viên duy nhất. Ai chạy qua rồi. Chúng đâu rồi? Xe không? Mày. Rồi đó rồi. Cho lượm đi. Cho lượm đi. Đi đường kia cho sạch kìa. Hả? Rớt một con bó cá nha các bạn. Bánh mình mới bánh nè. Vô cho xe đi. Bên đây xíu. Ừ. Bánh mình bánh nè. Con cò nó mới bay đây lên luôn nè. Ném đi, có chỗ rửa chân không? Đây. Ôi nhìn nó nhỏ mà ra bự ghê không? Nó cá bự nè các bạn. Bự ghê trời. Ơi. Cho vô vỏ đi tiếp. Mày đi rồi, mày đi rồi. Mày. Ồ chết rồi đó. Để sao? Làm thế sao? Rồi vô lụm ngay dây điện ha. Đây là. Đây là.
lên được không ta? Chết rồi các bạn. Con à. Để cháu à. Xuống ta. Đây các bạn ơi. Đây à. Tuyệt vời. Con này cũng không biết kêu là chim gì nữa. Tuyệt vời nha. Một con. Đi ạ. Đi ạ. Đây các bạn. Mày. Ôi sao lụm. Rộng lắm. Không lụm được hả? Đi. Những cây này đốn về làm gỗ à. Ngon lành. Nó cái rễ đó kìa. Ăn thì. Hả? Đúng chưa? Rảo ăn rồi có đâu. Mày chụp cho ôi, một con. Đấy. Rồi. Con chào chào nha các bạn. Mình chưa tới cây đầu kia mà. Xe cắn luôn. Còn à. Cây đầu kia nữa mà. À cây đầu kia. Là cây đầu kia. Cất vô đây. Mày té lông. Một con té lông rồi đó. Rồi một con các bạn. Rớt xuống. Rớt. Rớt. Ôi má không chịu rớt luôn. Rớt xuống. Đứng cây hoài không chịu rớt các bạn. Rớt. Để rớt, nhưng nó rớt. Rớt xuống. Ông anh mình bắn chung con rồi kìa. Chạy. Con này chưa rớt nữa. Rồi, con nữa rồi. Này các bạn. Một con này, đẹp không? À, con trên đây vẫn chưa chịu rớt này. Bắn tiếp nha. À, anh chết con cua rốc đi. Cua rốc lì lắm. Mày. Ở trên cây rồi. Anh Huy coi con đó nha. Nó trúng rồi đó. Con trên cành, con trên cành. Con này vẫn chưa rớt nè. Rồi. Con này vẫn chưa chết các bạn. Rồi. Rồi. Rớt đi. Rớt đi ông nội. Có hai ba viên mà không rớt. Trời bên không rớt kìa. Chơi chơi chơi. Ly chơi. Còn treo đó kìa các bạn. Rồi. Ra đâu ra đâu ra đâu. Rồi thu quắc luôn. Rồi. Mới hạ được con cua rốc nữa rồi các bạn. Con. Bay ba con. Ba con bị thương. Này. Bay.
vlog dưới quê mình bự không? Bự ghê không? Đẹp ghê. Thấy không? Bắn 5 con mà lượm được có 3 con à. Bắn đến chim nữa các bạn. Xuống đầu nha. Mẹ ô trời, rồi xong rồi, đứng đây bắn luôn. Nó thấy mấy con kia về nó đi theo chứ gì. Rồi đi hết luôn rồi. Đó, tiếp. Đó mày. Rồi một con dính chẳng rồi. Chạy vô đi. Không con đó rớt rồi. Nằm lên rồi. Ừ. Để đi. Sao đâu? Để đó rồi. Rớt chạy luôn. Giờ con kia sao rớt? Kia leo lên. Bắn cho nó rớt đi. Sao mà rớt được? Bắn trúng cho nó nhảy ra nó rớt đi chứ sao giờ. Đi. Đi đi. Ừ. Leo đi. Gù rốc rớt tút trên cây anh. Xe nha. Ừ. Anh mình giờ leo lên đấy. À, chung cây nữa không rớt kìa. Rung cây là rớt kìa. Cây giữa. Bỏ hả? Rồi con kia dính chảnh không lấy được đâu các bạn.